Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến Papu Resort, một resort vô cùng đặc biệt nơi núi rừng Hà Giang, resort dành riêng cho các cặp đôi, sở hữu con đường thổ cẩm dài nhất Việt Nam và còn gì nữa nào. Toàn bộ resort tỏa lạc tại khu vực vô cùng rộng lớn nhưng chỉ có đúng 3 villa, mỗi ngày resort chỉ đón và phục vụ duy nhất 6 khách hàng. Đây là resort chuyên phục vụ các cặp đôi nên tất cả các villa đều biệt lập, riêng tư và lãng mạn cùng khám phá nha. Hãng Villa The Mellow, nơi khắc họa ngôi nhà truyền thống của người đồng bào người Mông tại Hà Giang hay còn được gọi là nhà trình tường, được làm thủ công hoàn toàn từ đất. Mỗi sáng sớm, ngồi bên nhau thưởng thức tách trà thơm lừng, phóng tầm nhìn ra xa, ngắm nghía khung cảnh tuyệt vời của ruộng bậc thang, thác nước, bên tai là tiếng chim hót líu lo thật tuyệt vời. Tiếp theo là hãng Villa The Layla Quays, được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình của nàng Layla và chàng Quay xứ Ả Rập. Với Layla Quays, bạn sẽ được trải nghiệm cách nghỉ dưỡng không giống với những gì chúng ta đã từng trải qua. Mọi thứ đều sẵn sàng trong lòng đất, từ hầm rượu, phòng chiếu phim đến bồn tắm bằng đá. Đặc biệt nhất phải kể đến hệ thống 600 chiếc tủ đặc biệt, nơi lưu giữ kỷ vật tình yêu của các cặp đôi. Và đây là hạng villa The Fluffies, nơi đưa con người ta bồng bềnh với mẹ thiên nhiên, được thiết kế từ gỗ và bao quanh là lớp kính mà khi mở ra sẽ tận hưởng một không gian trong lành, không khói bụi. Lấy ý tưởng từ khu nghỉ dưỡng dành riêng cho các cặp đôi, nên điều đặc biệt của Papu là các sản phẩm nghỉ dưỡng là các trạng thái khi yêu, hay nói cách khác, Papu chính là nơi tôn vinh tình yêu. Dùng một buổi tối riêng tư bên ánh nến, cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn và nắm tay nhau, cùng Papu yêu nhau nhẹ nhàng như thế. Trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời cùng ivyview.com.